Thu ngân sách năm 2020 sẽ khó lòng bóp cổ dân hơn được nữa. Tốc độ bóp, hầu bóp cổ dân chúng thông qua thành tích thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và được giới quan chức Việt Nam tự xướng bằng tính từ đáng khích lệ sẽ khó lòng tăng hơn nữa trong những năm tới. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10, tháng 11 năm 2019, một sự thật mà giới đại biểu nghị gật phải thừa nhận là cơ cấu thu chưa bền vững khi tăng thu nội địa vượt dự toán 1,9%, nhưng các khoản thu không có tính bền vững như tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết tăng mạnh, đặc biệt thu từ ba khối doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch. Cần nhắc lại kết quả thu ngân sách năm 2018 đối với khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đã bị giảm thu từ hơn 2% đến gần 3% so với dự toán. Còn khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thành phần kinh tế dù không được xem là chủ đạo như kinh tế quốc doanh, nhưng lại đóng góp phần lớn tiền cho GDP và nuôi sống bộ máy gần 3 triệu công chức viên chức, mà trong đó có đến 30% ăn không ngồi rồi, còn tồi tệ hơn nhiều, giảm thu đến 15% so với dự toán. Thêm vào đó, năm 2018 đã chứng kiến tỷ lệ doanh nghiệp phải phá sản và tạm ngừng hoạt động tăng vọt so với năm 2017, và tăng hơn hẳn so với tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019 cũng rất có thể chứng kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục lọt thỏm vào chu kỳ suy thoái năm thứ 11 liên tiếp kể từ 2008, khiến cho sức sản xuất và khu vực lưu thông hàng hóa càng thêm trì trệ, càng làm rỗng túi doanh nghiệp, mà do đó càng khiến khả năng cống hiến cho ngân sách tồi tệ đi nhiều. Bồi thêm vào tình trạng giảm thu thuế từ khối doanh nghiệp là hai nguồn thu từ dầu khí và nhà đất ngày càng lộ rõ dấu hiệu thu không bền vững hay thu không ổn định. Sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong năm 2017-2018, Tổng cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn, nơi được Hà Nội ví là con bò sữa. Ít nhất 1/3 trong số 63 tỉnh thành thu ngân sách không đạt kế hoạch năm 2018 là một bằng chứng sống động về thực tế trong dân rằng còn tiền để thu. Thậm chí, ngay cả con bò sữa cũng chỉ đạt kế hoạch thu ngân sách 2018 khoảng 98%. Sài Gòn cũng là thành phố có nguồn thu bất động sản lớn nhất và thị trường nhà đất nơi đây đã được các nhóm đầu cơ cá mập đánh lên suốt từ năm 2017 đến gần đây. Nhưng trong 3 tháng qua, có số thu thuế bất động sản chỉ ước 1.308 tỷ đồng, đạt 13,08% dự toán và giảm đến 74,85% so với cùng kỳ. Những con số cực kỳ đáng báo động cho tương lai thu ngân sách của chế độ ăn của dân không chừa thứ gì. Bồi thêm một phát đại bác vào bức thành loang lổ rệu mục của ngân sách Việt Nam. Hội thảo đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2018 hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng được tổ chức tại Hà Nội đã có một đánh giá rất quan trọng. Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể tăng thêm. Rất rõ ràng, nếu dựa theo luật thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi và hiện đang có hiệu lực, thì phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến không sai với nội dung luật định, không những đúng với Hiến pháp Việt Nam mà còn đối với tất cả quốc gia khác trên thế giới. Chủ thể mà ông Tiến nhắc đến trong phát biểu trên nằm trong Điều 3 và Điều 2 của chương 1 luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, người bán trà đá là đối tượng nộp thuế và có thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ. Trong ngữ cảnh này, ngành nghề họ đang làm là kinh doanh và hàng hóa chính là trà đá, một mặt hàng rất phổ biến và rất bình dân ở Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này có đặc điểm là không có chứng từ, hóa đơn mua bán. Sự trao đổi diễn ra đơn giản giữa những tờ bạc có mệnh giá không cao mà người lao động hay gọi là tiền lẻ và những ly nước gồm trà đá và nước lạnh. Đây cũng chính là cơ sở để ông Lê Văn Triết, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, người xây dựng nền tảng đầu tiên cho chiến lược đàm phán Việt Nam gia nhập WTO, đưa ra bình luận về việc đánh thuế thu nhập và giá trị gia tăng vào thu nhập của đối tượng này. Tôi thì tôi thấy cái chuyện mà đưa ra cái thuế thu nhập đó, cũng như là giá trị gia tăng đó, thì nó không phù hợp với cái sức đóng góp của người dân, cũng như là những người mà sản xuất ra của cải vật chất ở trong nước. Bởi vì cái năng suất lao động, cũng như là cái thu nhập của người dân, cũng như là cái doanh thu của các cái doanh nghiệp ở trong nước,
trừ những trường hợp mà người ta buôn bán đất đai kia các thứ đó. Nhưng mà nếu là những người dân làm ăn bình thường rồi thu nhập cũng khiêm tốn, cho nên nếu tăng đó, thì nó theo tôi nó không phù hợp với lại cái thực tế của tình hình, mà nó không phù hợp với cái túi của người dân có thể đóng góp vào cho xã hội, cho đất nước. Thu nhập của họ như thế nào? Có thật sự một vốn bảy lời như đại biểu Nguyễn Bạch Tiến đề cập hay không? Một phụ nữ bán nước ven đường ở ngoại thành Sài Gòn cho chúng tôi biết sự thật về lợi nhuận của việc bán một ly trà đá. Ổng này ổng có đúng thu thuế đúng rồi, tại vì ổng thấy bán được. Không á, em mua đá bi nhỏ, em mua bịch, em mua, mua em 2.000 ngay, là một bịch tự vậy à, đúng không? Mày cái ly bán, em lấy bán nhiều ly nhiều, rồi em bỏ ổng đá vô, rồi bỏ viết cà vô, rồi đưa cho em 2.000. Người đàn ông đẩy xe bán hàng rong trên đường phố Sài Gòn cho biết, ông từ Hà Nội vào lập nghiệp. Những món ăn đường phố bình dân ông đang bán cũng đã phải chịu thuế. Giá này là lời, mình có nước không nè. Chè chèo nó lấy 3.000, 4.000, khi 5.000 có. Về đối tượng đóng thuế mà đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến lấy làm dẫn chứng, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng đó là dạng chủ thể chịu trách nhiệm về thuế khoán. Các hộ gia đình của Việt Nam như là bán chè đá, bán cháo thì phải nộp thuế trên cơ sở là thuế khoán, tức là có một cán bộ thuế sẽ đến xem xét tính toán cái doanh thu của người đó, rồi thì sẽ thương lượng là khoán và nộp một khoản thuế. Cái khoản thuế đó như là các doanh nhân nói là thường là thấp hơn, là nếu như mà anh có một cửa hàng và anh đăng ký theo luật doanh nghiệp. Theo những gì tiến sĩ Lê Đăng Doanh được biết, chính những cá nhân hoặc hộ gia đình này phản ánh rằng họ phải nộp những khoản thu ngoài pháp luật cho ông A hoặc bà B ở phường, quận. Những khoản đó không phải là nhỏ và đương nhiên theo pháp luật đó không thể gọi là thuế. Điều đáng quan tâm ở đây cũng theo tiến sĩ Doanh, đó là đã có một thỏa thuận giữa những hộ và cá nhân này với cán bộ thu thuế. Cái lỗi đó không phải là chỉ của họ, mà lỗi đó là của cán bộ thu thuế. Ta nói rằng họ đã có những các cái khoản chi để cho cán bộ thu thuế là hài lòng và chỉ thu một cái khoản thu khoán là thấp ở một cái mức độ nào đấy thôi. Đây cũng chính là chi tiết đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến nhắc đến tại nghị trường, đó là trong thời gian qua, việc đưa cán bộ đi thu thuế của người nộp thuế nên dễ xảy ra sự thỏa hiệp đôi bên cùng có lợi. Hình thức thuế khoán hay vấn đề đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến đặt ra về thu nhập siêu lợi nhuận của người bán trà đá mà không đóng đồng nào cho ngân sách có phải là vấn đề làm cho ngân sách nhà nước hụt thu hay không? Câu trả lời của nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông Lê Văn Triết, đó là không phải chúng ta tìm cách truy cứu trách nhiệm đóng thuế của người bán trà đá, mà là chính sách thuế như thế nào để tạo điều kiện và thu hút người dân làm kinh tế. Cái thu nhập của nhà nước, của quốc khố đó, nó yếu hay là nó không bù đủ đó, cái chi đó thì người ta có những cái cách giải quyết khác nó căn cơ hơn, cơ bản hơn. Cách giải quyết là làm thế nào để tạo cho người dân hay là tạo cho người sản xuất nó có cái lợi nhuận cao hơn, có thu nhập cao hơn, để trên cơ sở đó nhà nước có cái thu thuế, thì như thế nó phù hợp với cái quy luật phát triển của sự vật. Ông nhấn mạnh, đây mới chính là con đường đi của vấn đề làm cho thu nhập của nhà nước tăng trưởng lên, mở rộng ra lợi nhuận. Và quan trọng là trên cơ sở đó, người dân sẽ tự nguyện đóng thuế cho nhà nước. Họ không có đóng thuế nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, tức là những loại mà để đem về để nhập khẩu về để làm ra sản phẩm, để nuôi sống cái xí nghiệp, nuôi sống cái nông nghiệp, để phát triển cái sản xuất, thì họ giảm cái thu nhập đó, cái thu thuế đó đi, để họ nuôi dưỡng cái sức phát triển, cái sức sản xuất, thì cái con đường đó mới là con đường mà khi cái nền sản xuất nó phát triển ra, khi cái bánh nở thì người ta mới bắt đầu thu thuế. Thì như thế cái thu của anh có hiệu quả hơn và đỡ khó khăn cho dân hơn, đỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đỡ khó khăn cho người sản xuất hơn. Và chính nhờ đó anh thu nhập như thế là anh bền vững được. Thái Lan, quốc gia láng giềng với Việt Nam trong vùng Đông Nam Á,
được ông Lê Văn Triết cho rằng là quốc gia đã và đang thực hiện con đường đi như thế. Mà thuế mà đánh vào cái nhập khẩu cho đối với các mặt hàng mà họ phục vụ cho sản xuất về các cái ngành tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp ở trong nước Thái Lan đó, thì tôi thấy họ đánh thuế thấp. Cái mà tôi đã trực tiếp với người Thái Lan, tôi biết đó, họ đánh thuế thấp hơn là ở các nước. Và chính nhờ đó, cái sản xuất ở trong nước Thái Lan nó phát triển được. Và chính vì họ phát triển được, thì họ nộp thuế được tốt hơn. Thời cái ông Sivanatra, ông làm chuyện đó rất mạnh tay. Và ông nói nếu như nhà nhập khẩu nào hay cơ quan nhà nước nào mà phạm đến cái chuyện đó, thì họ sẽ có biện pháp. Theo lời chia sẻ của vị nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, con đường này lẽ ra được suy nghĩ, nghiên cứu thực hiện từ rất lâu. Đừng nên ngắt ngọn ăn ngay ở khâu nhập khẩu vật tư hàng hóa. Hãy tạo điều kiện hai bên cùng có lợi ở mặt vĩ mô. Vừa có lợi nhuận cho người dân, vừa tăng ngân sách cho nhà nước. Đây mới chính là giải pháp giàu mạnh cho quốc khố, chứ không phải truy thu thuế từ một ly trà đá. Vào trung tuần tháng 5, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, thuế xăng dầu sẽ tăng lên mức kịch khung, tức từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng một lít đối với mặt hàng xăng và lên mức 2.000 đồng một lít đối với dầu, bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính cho rằng nếu tăng thuế bảo vệ môi trường lên xăng dầu, thì ước tính số thu ngân sách của Việt Nam mỗi năm sẽ tăng khoảng 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh mặt hàng xăng dầu, một số mặt hàng khác như than đá, túi ni lông cũng được Bộ Tài chính đề xuất tăng giá vì cho rằng trong quá trình sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính đưa ra phương án tăng giá kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Tuy nhiên, đề xuất này cũng như những lần trước đều vấp phải những phản ứng và ý kiến trái chiều của các chuyên gia kinh tế và người dân. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với Đài Á Châu Tự Do rằng từ trước đến nay, nhà nước và hai bộ này không thể xác minh được thuế môi trường thu trên xăng dầu đã dùng vào việc gì và việc cải thiện môi trường đến đâu. Trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng tồi tệ, trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Cái chỉ thuế, danh nghĩa là bảo vệ môi trường thì đã được sử dụng như thế nào mà lại không khắc phục được các vấn đề môi trường như thế. Nếu mà chưa chứng minh được là sử dụng tốt thuế thu trên môi trường như vậy thì cũng không có lý do gì để đòi thu thêm của người dân. Vì thu thêm mà môi trường vẫn tồi tệ thì không ai sẵn sàng đóng thuế cả. Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay, nhất thiết phải nghiên cứu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường lên mức mà bộ này cho là phù hợp. Lý do là giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn so với 120 nước, trong đó có một số nước thuộc khu vực ASEAN và châu Á. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì cho rằng bà không đồng tình về lập luận này. Bà cho biết. Tôi nghĩ là cái lập luận này cũng nực cười lắm, bởi vì các ngành khi muốn tăng thì thường hay nói thế. Họ cứ chỉ so sánh với bên ngoài, họ lấy cái điều gì có lợi cho họ thôi. Mà so sánh một cách rất là một chiều. Họ không so sánh là, ví dụ như ở các nước xung quanh thì như Singapore, Thái Lan, Malaysia thì mức thu nhập của người dân ở nước người ta cao hơn Việt Nam biết bao nhiêu lần bà kể. Thế thì lại cứ tính so sánh về cái chi phí xăng dầu ở Việt Nam rẻ hơn một chút mà quên đi cái yếu tố là Việt Nam thu nhập thấp hơn nhiều so với các nước khác. Nó không thể được. Cái cách người ta so sánh như vậy là không sòng phẳng. Trả lời báo chí trong nước, Tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng, việc thu thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu chỉ nên dùng để chi cho môi trường, chứ không nên dùng để bù đắp vào khoản ngân sách thiếu hụt. Thay vì tập trung tăng thuế xăng dầu, thì nên có biện pháp tái cơ cấu thu chi xăng dầu, bởi vì trong tái cơ cấu, không chỉ có tăng thu mà còn có giảm chi nhiều khoản. Đồng quan điểm với việc giảm chi nhiều khoản, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, ở Việt Nam bây giờ thì không những là chi thường xuyên tăng lên cao như thế, mà chi cho đầu tư công ấy, thì cũng là gây nên cái tệ nạn về dàn trải, về thất thoát, lãng phí, tham nhũng rất nhiều. Những chuyện này thì ngay ở diễn đàn Quốc hội người ta thường xuyên nói đến. Thế nên là đối với việc chi ngân sách mà bị bộ chi thì việc đầu tiên nhà nước phải lo là tìm cách giảm chi xuống chứ không phải là tăng thuế lên. Tăng thuế lên như vậy mà không chứng minh được cái đề án của mình về giảm chi thì hoàn toàn không thuyết phục người dân. Bộ Tài chính cũng thừa nhận tăng thuế bảo vệ môi trường có thể bù đắp ngân sách khi đang giảm nguồn thu. Tuy nhiên, việc tăng thuế bảo vệ môi trường mà đánh tới 95% vào xăng dầu
thì điều này hoàn toàn không thể thuyết phục. Đối với các doanh nghiệp, nếu đề xuất này được thông qua, việc tăng thuế sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, tạo thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp khi phải tăng mọi chi phí cũng như sản phẩm. Và điều đó sẽ gây nên tình trạng nhiều doanh nghiệp không chịu nổi chi phí đầu vào, trong khi đầu ra bị sức ép cạnh tranh quá lớn thì sẽ không hoạt động nổi. Bà Phạm Thị Lan cho biết thêm. Cái tình trạng mà các doanh nghiệp cứ phải đóng cửa với tỷ lệ khá cao, 70-80 ngàn doanh nghiệp một năm ấy, đóng cửa ngưng hoạt động, thì cái đó nó sẽ gây tổn thất rất nhiều cho bản thân doanh nghiệp cũng như cho nền kinh tế và gây làm mất mát công ăn việc làm của người dân. Thế những hệ quả đó cũng phải tính tới. Và mất đi một lượng lớn như vậy những người đóng thuế thì rồi ngân sách làm thế nào, lại bắt những người còn lại là phải đóng thêm thuế à? Tôi nghĩ cách đó không thể được. Thu cái gì thì cũng phải tính tới chuyện nuôi dưỡng nguồn thu nữa, chứ còn không thể mà cứ chỉ một chiều tính thu theo nhu cầu của nhà nước không chơi được. Một số người dân cho rằng việc tăng giá xăng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ, nhưng vì không có tiếng nói nên đành phải chấp nhận. Nhà nước tăng thì mới chịu thôi, chứ giờ biết sao vợ. Cứ nói được cái gì, tăng giá thì giờ chạy xe phải tăng giá theo thôi, chứ giờ biết sao vợ. Thì cái này là đương nhiên rồi, nếu mà xăng tăng thì mọi thứ nó đều tăng. Nó lại theo, nó lại cứ nhất là thương gia thì nó lại cứ tăng theo xăng thôi. Cái này là nhà nước đã tính toán rồi thì nó hợp lý rồi thì mình đâu có ý kiến gì. Nhà nước đã tính cân đối rồi thì làm sao, thì mình là người dân thì mình cứ chấp hành theo quy định của nhà nước thôi. Một anh tài xế xe tải cho chúng tôi biết thêm về ảnh hưởng khi giá xăng tăng. Có chứ, sẽ nếu mà bây giờ xăng dầu mà lên thì cước vận chuyển người ta sẽ phải tăng lên, mà tăng lên thì các mặt hàng người ta sẽ phải bán lên thì người dân mà lương mà không lên được thì cũng mệt mỏi lắm. Bộ Tài chính khẳng định việc tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường như xăng dầu sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường. Từ đó sẽ giảm thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế như đã cam kết với quốc tế về bảo vệ môi trường. Trước đó, tại buổi hội thảo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, về mặt ô nhiễm thì than đá là sản phẩm ô nhiễm hơn xăng dầu rất nhiều. Vì vậy, nên cân nhắc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng than thay vì xăng dầu.